Tam Quốc 2022, game mobile chiến thuật kinh điển Tam Quốc. Nào nào các huynh đệ, chú ý chú ý, 8 giờ tối nay mục tiêu thành Trường An, quân công thành đánh một lượt, điểm tập kết Dương Bình Quang, đến giờ tất cả lên cho ta, cửa ải không để lại đội ngũ, tốc độ kỵ binh nhanh, trực tiếp đánh vào từ hai cánh, thủng binh cung thủ tiến công trực tiếp là được. Nghe hiệu lệnh của ta, đoạt lấy Trường An, không thiếu sinh hào hải vĩ.